Cô xin chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học môn địa lý. Hôm nay, cô cùng các em sẽ đi vào tìm hiểu bài 2 Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới. Bài 2 gồm 2 phần. Phần thứ nhất, sự phân bố dân cư. Phần thứ hai, các chủng tộc. Cô cùng các em sẽ đi vào tìm hiểu phần 1, sự phân bố dân cư. Cô sẽ nhắc lại về thuật ngữ dân số. Dân số là tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính ở một thời điểm cụ thể. Vậy thì dân cư là gì? Dân cư là tất cả những người sinh sống trên một lãnh thổ, được định lượng bằng mật độ dân số. Cô cùng các em sẽ đi vào phần 1 nhỏ, mật độ dân số. Mật độ dân số là gì? Là số cư dân trung bình sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ, đơn vị là người trên km vuông. Công thức tính mật độ dân số là gì? Mật độ dân số người trên km vuông được tính bằng dân số, đơn vị là người, chia cho diện tích km vuông. Vậy thì số liệu về mật độ dân số cho ta biết được điều gì? Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước. Đây là bài tập 2 trong sách giáo khoa ở trang 9, khi máy tính mật độ dân số năm 2001 của các nước Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia. Quan sát bằng số liệu, các em có thể thấy được diện tích, đơn vị là km vuông. Như vậy thì ở cột diện tích, các em sẽ giữ nguyên số liệu. Còn ở cột dân số, đơn vị là triệu người. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý số liệu ở cột dân số. Vậy thì dân số Việt Nam năm 2001 là 78,7 triệu người. Chúng ta sẽ viết ra thành 78 triệu 700 nghìn người. Như vậy thì mật độ dân số của Việt Nam năm 2001 sẽ là bằng 78 triệu 700 nghìn người chia cho 330.991 km vuông. Các em sẽ tính mật độ dân số của Việt Nam và kết quả là 239 người trên km vuông. Như vậy thì mật độ dân số của Việt Nam là 239 người trên km vuông. Tiếp theo thì các em cũng tính tương tự với Trung Quốc. Dân số Trung Quốc năm 2001 là 1.273,3 triệu người. Như vậy thì chúng ta sẽ viết ra thành 1.273.300.000 người. Và chúng ta sẽ có công thức tính là mật độ dân số Trung Quốc năm 2001 là bằng 1.273.300.000 người chia cho 9.597.000 km vuông. Và kết quả là 133 người trên km vuông. Như vậy thì mật độ dân số Trung Quốc năm 2001 là 133 người trên km vuông. Dân số của Indonesia năm 2001 là 206,1 triệu người. Như vậy thì ta viết ra là 206.100.000 người. Công thức tính mật độ dân số của Indonesia sẽ bằng 206.100.000 người chia cho 1.919.000 km vuông. Như vậy ta có kết quả là 107 người trên km vuông. Như vậy thì mật độ dân số của Indonesia năm 2001 là 107 người trên km vuông. Cô cùng các em sẽ đi sang tìm hiểu phần 2 nhỏ, sự phân bố dân cư. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 2.1, lược đồ phân bố dân cư trên thế giới. Các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích. Mỗi cái chấm màu đỏ sẽ tương ứng với 500.000 người. Và những cái khu vực được khoanh vùng bằng cái đường màu cam, đó là những khu vực tập trung đông dân. Các em sẽ quan sát lược đồ và xác định các khu vực tập trung đông dân.
Khu vực đầu tiên là khu vực Đông Á, khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Tây Phi, Tây và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kỳ, Mexico và Đông Nam Brazil. Hai khu vực nào có mật độ dân số cao nhất? Những khu vực có mật độ dân số cao sẽ là những khu vực có mật độ chấm đỏ dày đặc. Quan sát vào trong lược đồ thì chúng ta có thể thấy được hai khu vực có mật độ dân số dày đặc nhất, đó là khu vực Nam Á và Đông Á. Vậy thì tại sao lại có những khu vực mà tập trung đông dân? Những khu vực tập trung đông dân là những nơi ven biển, đồng bằng, có khí hậu thuận lợi, nguồn nước nhiều, là nơi ra đời của các nền văn minh và có nền kinh tế phát triển. Vậy thì tại sao lại có những khu vực thưa dân? Những khu vực thưa dân là các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng nằm sâu trong lục địa, có khí hậu khắc nghiệt, giao thông khó khăn và nguồn nước khan hiếm. Dân cư trên thế giới có sự phân bố như thế nào? Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều. Sẽ có những nơi đông dân và nơi thưa dân. Nơi đông dân là những nơi có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị, là nơi có khí hậu ấm áp, mưa thuận gió hòa. Nơi thưa dân là những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, giao thông khó khăn, nơi có khí hậu khô hạn hoặc giá lạnh. Ngày nay, con người đã có thể sống ở mọi nơi trên trái đất chưa? Tại sao? Phương tiện đi lại và kỹ thuật hiện đại đã giúp con người có thể khắc phục được thiên nhiên khắc nghiệt để sinh sống ở mọi nơi trên trái đất, như là ở những vùng núi cao, vùng hoang mạc và ở những cái vùng lạnh giá. Cô cùng các em sẽ đi sang phần 2, các chủng tộc. Vậy thì chủng tộc là gì? Chủng tộc là tập hợp người có những đặc điểm hình thái bên ngoài giống nhau, di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như màu da, tóc, mắt, mũi. Để phân biệt các chủng tộc dựa vào những yếu tố nào? Trên thế giới có mấy chủng tộc chính? Hãy cho biết nơi phân bố của ba chủng tộc. Chúng ta có thể căn cứ vào hình thái bên ngoài cơ thể như là màu da, tóc, mắt, mũi và chia dân cư thế giới ra làm ba chủng tộc chính. Chủng tộc Mongoloid, người da vàng, phân bố chủ yếu ở châu Á. Chủng tộc Negroid, người da đen, phân bố chủ yếu ở châu Phi. Chủng tộc Europeoid, người da trắng, phân bố chủ yếu ở châu Âu. Hình 2.2 trong sách giáo khoa trang 8 là học sinh thuộc ba chủng tộc đang làm việc ở phòng thí nghiệm, và điều này chứng tỏ là các chủng tộc trên thế giới đều bình đẳng với nhau. Đây là cái bản thông tin bổ sung về ba chủng tộc chính, về cái đặc điểm hình thái bên ngoài và địa bàn sinh sống chủ yếu. Như là chủng tộc Mongoloid, người da vàng, thì màu có màu da vàng, vàng nhạt, vàng thẫm, vàng nâu, có tóc đen, mượt, dài, mắt đen và mũi tẹt. Chủng tộc Negroid là da nâu đậm, đen, tóc đen, ngắn và xoăn, mắt màu đen, to, có mũi thấp, rộng và môi dày. Chủng tộc Europeoid, người da trắng, có da trắng hồng, tóc nâu hoặc vàng gợn sóng, mắt xanh hoặc nâu, có mũi dài và nhọn, hẹp, môi mỏng. Đây là cái thông tin về ba cái chủng tộc chính ở trên thế giới. Như vậy thì cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã chung sống hòa thuận với nhau và tạo nên thế hệ người Lai. Đây là hình ảnh về một số
cái người Lai giữa các cái chủng tộc, người Lai giữa châu Á và châu Âu, người Lai giữa châu Á và châu Phi, người Lai giữa châu Âu và châu Phi. Và đây là cái nội dung của bài 2. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Cô sẽ có một số câu hỏi để củng cố lại bài học ngày hôm nay. Câu 1. Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua. Đáp án là câu A. Mật độ dân số. Câu 2. Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là. Đáp án là câu B. Nam Á và Đông Á. Câu 3. Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây? Đáp án là câu D. Hoang mạc, miền núi, hải đảo. Câu 4. Đặc điểm bên ngoài dễ phân biệt nhất giữa các chủng tộc chính trên thế giới là? Đáp án là câu B. Màu da. Cô có hai yêu cầu cần dặn dò các em sau khi học xong bài 2, là các em sẽ làm bài tập tính mật độ dân số năm 2020 của các nước Canada, Úc, Đức vào trong vở ghi. Thứ hai là các em sẽ xem trước bài 3, quần cư, đô thị hóa.